Huawei chuyển trung tâm nghiên cứu khỏi Mỹ. Thông tin vừa được nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi khẳng định với tờ Global and Mail của Canada. Theo đó, Huawei có kế hoạch chuyển trung tâm nghiên cứu từ Mỹ sang Canada trong bối cảnh căng thẳng với chính quyền Washington không thuyên giảm. Chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục tăng sức ép ngăn chặn Huawei làm ăn với công ty Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ hồi tháng 5 năm 2019 đã đưa Huawei vào danh sách đen, cho rằng công ty này đe dọa an ninh quốc gia. Nhà sáng lập Huawei muốn xây nhà máy mới ở châu Âu để sản xuất thiết bị mạng 5G với hy vọng tránh cáo buộc từ phía Mỹ rằng sản phẩm của hãng được chính phủ Trung Quốc sử dụng cho mục đích gián điệp. Huawei chưa đưa ra bình luận về khẳng định của ông nhậm. Công ty này từng bác bỏ cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia Mỹ. Huawei đã chi 510 triệu đô la Mỹ cho hoạt động nghiên cứu tại Mỹ trong năm ngoái. Theo số liệu Global and Mail có được, công ty đã phải cắt giảm số nhân viên từ 600 xuống 250 tại cơ sở R&D này trong động thái khác con gái nhậm chính phi là mạnh vãn chu vẫn bị cảnh sát canada giam giữ theo yêu cầu của mỹ cuối năm ngoái hiện bà này đang đấu tranh để không bị dẫn độ sang mỹ nơi bà sẽ bị cáo buộc tội danh vi phạm lệnh cấm vận chống iran huawei nhiều lần bác bỏ cáo buộc chống lại mạnh vãn chu trung quốc cũng yêu cầu canada thả ngay lập tức và vô điều kiện người được mệnh danh là công chúa huawei này